Như vậy, hội nghị Trung ương 8 đã thành công tốt đẹp và trước mắt lãnh đạo có nhiều việc phải làm. 7 ngày làm việc khẩn trương là hội nghị dài nhất trong những năm gần đây. Sau khi đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho đại hội 14 của Đảng, dấu ấn lớn nhất là như vậy. Còn một điều rất quan trọng nhưng tuyệt mật chúng ta chưa được biết. Danh sách toàn bộ những nhân sự được quy hoạch cho nhiệm kỳ sau, đến nay mới chỉ biết được 4 cái tên chắc chắn sẽ là ủy viên Trung ương. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý đến ông Lê Hoài Trung, rất có thể sẽ là một nhân vật chủ chốt, hiện nay có mặt ở ban bí thư rồi. Vai trò của Hoài Trung ít nhất cũng tương đương với vai trò của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trước đây. Chúng tôi nói ít nhất bởi vì có khả năng ông Trung sẽ là một nhân sự chủ chốt. Ông Bình Minh đi rồi, hiện nay ông Trung là một người giỏi nhất về quan hệ quốc tế. Phần lớn thời gian công tác của ông là ở nước ngoài, đại diện tại các tổ chức quốc tế và các đại sứ quán, không để lại điều tiếng gì, chuyên môn giỏi và vững. Và điều quan trọng nhất, ông rất giỏi tiếng Anh. Chúng tôi nghĩ ở giai đoạn hợp tác sâu rộng với quan hệ Việt-Mỹ hiện nay và quan hệ giữa Việt Nam và phương Tây ngày càng sâu sắc, thì trong tứ trụ ít nhất phải có một người giỏi tiếng Anh. Toàn cầu hóa phải khác, và cái khác đầu tiên phải là ngôn ngữ. Chỉ cho trẻ cũng được, phải nói tiếng Anh, tiếng Pháp. Vì qua lời nói đích thực của anh, người ta mới cảm nhận được cảm xúc, được ý nghĩ thực sự. Không ai phủ nhận được là quan hệ cá nhân giữa cá nhân với cá nhân vô cùng quan trọng ở những tầng lớp tinh hoa của các nước. Thưa quý vị, đã có danh sách cả rồi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ là phải quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, sau đó mới làm quy hoạch Bộ Chính trị và Ban Bí thư, và cuối cùng quan trọng nhất là quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, tất cả 5 người tứ trụ và thường trực Ban Bí thư. Trong bài diễn văn bế mạc, cụ Trọng nhấn mạnh đến cơ cấu lại bộ sậu. Chúng tôi cảm nhận có sự thay đổi sâu sắc. Trong 4 cụ hiện nay, có lẽ chỉ tồn tại lại một cụ. Ảnh hưởng lão hóa của tuổi tác không trừ một ai, thể chất đã xuống thì tinh thần và trí tuệ làm sao mà tuyệt vời được. Không nên chống lại quy luật của thời gian làm gì. Cụ Trọng nhấn mạnh rằng thời gian sắp đến, ban lãnh đạo cao nhất sẽ phải giải quyết những vấn đề rất quan trọng, rất phức tạp, rất trọng đại, rất nhạy cảm. Cụ sử dụng một loạt tính từ cho thấy sức nặng của những nhiệm vụ thời kỳ sắp tới. Đó là thời gian không chờ đợi, Việt Nam phải tiến lên, thoát khỏi sức y của bảo thủ và của sức khỏe. Có đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ rồi, đó chỉ là bước đầu, còn đòi hỏi những người lãnh đạo phải có tư tưởng hiện đại, đầu óc mang tính toàn cầu. Khi ông Trọng nói phức tạp nhạy cảm, chúng tôi cũng cảm nhận có liên quan đến người sẽ thay thế cụ Trọng ở nhiệm kỳ sắp tới. Và Tổng Bí thư mới dĩ nhiên là phải có một bộ sậu tương ứng, một bộ sậu mới. Tổng Bí thư nhắc lại rằng Đảng ta luôn xác định vấn đề cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng và đất nước. Ông cũng nhắc nhở 200 ủy viên Trung ương rằng những người đã có tên trong danh sách quy hoạch cũng chưa in chí đâu, còn phải xét lại nhiều lắm, và đặc biệt nếu thấy có vấn đề về đạo đức phải loại trừ ngay tức khắc vào lúc này. Tổng Bí thư rất ý thức về cái cơ đồ của đất nước, nhìn lên chưa bằng ai, nhưng cũng đủ cho người Việt tự hào. Giải thích cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do chúng ta mà thôi. Chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình. Bây giờ ai cũng là bạn, chỉ cốt ở mình thôi. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta. Cái tính từ nhạy cảm mà cụ Trọng dùng có nhiều ý nghĩa lắm, rất dài dòng. Nó có ý nghĩa còn rất nhiều việc trước mắt phải làm. Để cơ cấu, để quy hoạch, những ai ngồi vào ghế lãnh đạo phải xác định là vì sự nghiệp chung. Tìm mọi cách để vào, dù phẩm chất yếu kém, rồi cuối cùng cũng phải vào lò làm củi thôi. Vì sao mà Tổng Bí thư cẩn thận như vậy? Ông nhắc lại nhiều lần, phát hiện sai phạm phải đưa ra khỏi quy hoạch thôi. Là vì trước đây cách đây 5 năm, ông đã từng quy hoạch rất nhiều người. Nào là Thanh Long, nào là Xuân Thăng, anh nào cũng cao đẹp mỹ miều, cuối cùng bây giờ ngồi tù cả. Khi bị xử án rất cao, thì 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu trong một thời gian ngắn kỷ lục đã nộp lại cho nhà nước 120 tỷ đồng và 1,5 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra một danh sách rất dài các căn nhà sang bị kê biên. Nhiều xe sang, nhiều đô la, nhiều vàng đã bị kê biên. Đặc biệt Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bị tịch thu 210.000 đô la và 146 cây vàng khi công an khám xét nhà riêng của ông ta. Chỉ trong một thời gian ngắn kỷ lục, Nguyễn Anh Tuấn đã nộp tiền khắc phục hậu quả lên đến 1,85 triệu đô la Mỹ để được hưởng một mức án rất nhẹ.
Nếu so sánh với đồng phạm của ông ta là điều tra viên Hoàng Văn Hưng, không nộp đồng nào và đã lãnh án chung thân trong vụ này. Như vậy, nếu vụ án chuyến bay giải cứu không bị lộ, thì người dân Việt Nam không thể biết được tài sản của 54 con người này. Như vậy có nghĩa là gần một chục năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức công khai minh bạch tài sản của các quan chức, nhưng chả có gì công khai minh bạch cả nếu vụ án không bị lộ. Sốc, trường đuổi học sinh vì phụ huynh dám tố cáo các khoản thu không trung thực. Môi trường giáo dục quá nát rồi. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 10, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh việc trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân gửi thông báo đề nghị phụ huynh đến làm việc về tin nhắn ảnh hưởng đến uy tín của trường. Nếu không, sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh G. Sự việc gây bức xúc trong dư luận. Lý do em G, lớp 12A3 của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị dọa cho nghỉ học là vì phụ huynh em này góp ý với nhà trường về thu tiền quỹ. Ngày 5 tháng 10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân phải đặt lợi ích quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu, phải đảm bảo quyền lợi học sinh được đến trường, được đến lớp học, không vì bất cứ lý do nào mà từ chối giáo dục học sinh, đồng thời giao phòng giáo dục trung học và phòng thanh tra xem xét xử lý vụ việc, đảm bảo các điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng khẳng định trong vụ việc này, học sinh G của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân không mắc lỗi. Anh Hoàng Xuân Toàn, 39 tuổi cho biết sự việc bắt đầu từ cuối tháng 8, ngay trước buổi họp phụ huynh lớp 12A3, nơi con gái anh đang theo học. Sau khi nghe trưởng ban phụ huynh lớp chia sẻ băn khoăn về thu chi các khoản trong trường, thông báo dừng giữ vị trí này vì trường gây sức ép, anh Toàn bày tỏ ý kiến trong nhóm Zalo của lớp, có cả cô giáo chủ nhiệm. Anh cho rằng trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân không trung thực và không tôn trọng ý kiến phụ huynh. Tôi không nghĩ trong một ngôi trường để đào tạo thế hệ trẻ lại có những hành động xấu đến như vậy, trù dập cái đúng, bao che cái sai, mập mờ không minh bạch trong mọi vấn đề, tin nhắn của anh Toàn có đoạn. Hai ngày sau, anh Toàn nhận được giấy mời làm việc của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân liên quan đến nội dung những tin nhắn trong nhóm phụ huynh lớp 12A3. Anh Toàn cho biết vì bận nên không đến, trường sau đó gửi giấy mời lần hai rồi cho giáo viên chủ nhiệm tới nhà để nói chuyện. Tới ngày 25 tháng 9, anh nhận được thông báo từ hiệu trưởng cho rằng những tin nhắn của anh làm ảnh hưởng đến uy tín của trường. Trường đã nhiều lần mời ông lên làm việc để nghe ông giải thích về nội dung tin nhắn nhưng không nhận được sự hợp tác. Trường cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà và chuyển lời mời của ban giám hiệu đến ông, nhưng đến nay ông vẫn chưa lên làm việc, thông báo nêu. Đồng thời cho biết sẽ từ chối công tác giáo dục với con gái anh Toàn nếu anh không đến làm việc trước ngày 29 tháng 9. Theo anh Toàn, tối ngày 3 tháng 10, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho gia đình nói cho con nghỉ học từ mai. Vì vậy anh đã cho con gái ở nhà. Theo anh, con bị ảnh hưởng tâm lý, chỉ ăn rồi lên phòng không giao tiếp với ai. Tôi rất bức xúc về việc làm của trường. Nếu có xảy ra việc gì hoặc kết quả học bị ảnh hưởng, tôi sẽ khởi kiện, anh Toàn nói. Chia sẻ về lý do không đến trường theo giấy mời, anh cho biết do đặc thù công việc anh thường đi làm xa, ít khi ở nhà. Việc này anh đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Việc này anh bất bình với lý do mời làm việc. Nếu mời lên làm việc về vấn đề tôi thắc mắc, tôi sẽ lên. Nhưng trường lại mời tôi lên để giải trình tin nhắn. Tôi là người đặt câu hỏi về chuyện thu chi mập mờ, về cách làm việc của trường, trường phải có trách nhiệm giải thích cho phụ huynh, chứ không phải tôi vừa đặt câu hỏi vừa giải trình, anh Toàn nói. Lại đổ vạ cho giáo viên chủ nhiệm. Sáng ngày 5 tháng 10, ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân cho biết luôn cầu thị trong việc hợp tác với phụ huynh, thể hiện ở chỗ 4 lần gửi giấy mời, cử giáo viên tới nhà gặp trực tiếp. Theo ông, tin nhắn của anh Toàn không phải bất bình hay thắc mắc, chỉ nói trường không trung thực. Vì vậy, trường Lạc Long Quân mời phụ huynh để giải thích thế nào là không trung thực. Chúng tôi đương nhiên muốn bảo vệ quyền lợi học sinh, nhưng đồng thời phụ huynh cần đóng góp xây dựng với trường. Khi có khúc mắc, trường mời phụ huynh lên làm việc thì mới rõ ràng chứ, ông Dũng nói. Về việc cho học sinh nghỉ học, ông Dũng khẳng định tới giờ không có quyết định đình chỉ nào. Việc giáo viên gọi cho gia đình bảo để con ở nhà có thể do cô giáo dựa vào thông báo ngày 5 tháng 9